các đại lễ, ngày và năm đó sẽ là những vòng sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vòng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vòng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người làm ra các ngôi sao, Thiên Chúa đặt các vòng sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Ông Ngài vượt qua mọi trời cao.
Cùng nhau về tự nơi đây để cảm tạ Thiên Chúa. Nhìn lại chặng đường trong suốt một năm qua, Chúa đã ban cho giáo điểm chúng ta thật nhiều ơn lành. Đặc biệt trong mùa xuân này, giáo điểm chúng con mừng xuân mới có thêm sự hiện diện của hai thầy. Chính nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã gửi hai thầy đến giáo điểm chúng con. Nhờ đó bầu không khí giáo điểm chúng con trở nên tràn đầy sức sống. Các hoạt động nổi bật kể từ khi có các thầy về giúp các em được lãnh nhận các bí tích thánh thể lần đầu, mừng lễ Giáng sinh, tham gia hội diễn thánh ca của hạt, nhất là trong bầu khí đón chào năm mới hôm nay, khuôn viên giáo điểm được trang hoàng lung linh mùa xuân, các bài thánh ca và các nghi thức trong thánh lễ chúc tuổi Chúa được tổ chức thật long trọng. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Nhân dịp xuân mới, cộng đoàn chúng con xin chúc cha và quý thầy một năm mới được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, được hồn an giác mạnh, được thêm khôn ngoan, minh mẫn và giàu tình thương, để cha và quý thầy tiếp tục từng bước dìu dắt giáo điểm chúng con trong đời sống đức tin. Kính chúc toàn thể cộng đoàn một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa luôn và luôn được bình an hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây chúng con cũng có bó hoa tươi xin dâng lên cha, xin cha vui lòng nhận. Thank you.
chúng ta cho một tràng vỗ tay. Chấp nhận nha, để mình cái lợi ích chung đúng không? Đây hát cái đoạn này không, khen cho cái đoạn này là hát rất là hay và rất là máu, chào hỏi tay đi. Rồi, xin mời nha, khóc lóc nha, thân tôi nha, nhiều bạn giá. Rồi, ai? Đây thầy, lớp chín hai. Đây rồi, bóc ra, bóc ra. Nhìn trời ơi, có làm như gì đấy, trong cái gì? Lợi vàng phải không? Mời, mời. Con người cái đỏ. Rồi, mời. Mời. Có quay xuống cái tay không? Rồi. Rồi, mời. Mở ra cui ngay coi liền đi, coi ai hơn nha. Cui liền đi. Hơn là đi ngắm kêu kìa. Cảm ơn. Ai ngang kéo gì em hả? Mời.
lời chúc mừng cho tất cả anh chị em chúng ta năm mới sống đúng như sống đúng Chúa là tinh thần thực hành. Chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta không với nhau chia sẻ với nhau. Xin chúc chào.